Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào các em, cô là Ly, giáo viên bộ môn sinh học. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái nội dung bài học lý thuyết cuối cùng của phần sinh học trong bộ sách khoa học tự nhiên kết nối tri thức. Hôm nay nội dung bài chúng ta mà cần tìm hiểu đó chính là bài 38 đa dạng sinh học. Nhiên, khi mà nhắc tới đa dạng sinh học thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì ạ? Khi mà chúng ta ví dụ chúng ta đi tham quan một cái khu vườn quốc gia chẳng hạn, chúng ta bảo nghe hướng dẫn viên giới thiệu là ở đây có cái mật độ hay là cái độ đa dạng sinh học rất cao. Vậy thì đa dạng sinh học là gì? Chúng ta thấy người ta hay nói đến đa dạng sinh học khi mà chỉ vào những cái môi trường ví dụ như là rừng rậm này, hoặc là đại dương này, hoặc là các cái kể cả những cái ao hồ hay là sông suối của chúng ta cũng có thể sử dụng từ đa dạng sinh học. Vậy thì đa dạng sinh học đó là gì? Thật ra đa dạng sinh học nó sẽ được biểu thị rõ nét nhất ở số lượng các cái loài sinh vật. Ví dụ chúng ta quan sát hai cái bức hình 38.1 và 38.2 bên đây thì chúng ta thấy là hình 38.1 ở đây thì người ta mô tả hệ sinh thái trên cạn, hay cụ thể hơn đó là hệ sinh thái ở trong các cái khu rừng rậm nhiệt đới. Chúng ta thấy là số lượng loài, độ phong phú của các loài rất là lớn. Chúng ta có hổ này, chim cú này, khỉ này, hươu này, rồi thì rắn, chuột vân vân, các loài sâu, bộ ngựa đó, có rất nhiều những loài khác nhau. Tiếp theo khi chuyển sang cái phần đa dạng sinh học của hệ sinh thái dưới nước thì chúng ta cũng thấy là có rất nhiều những cái loại cá, tôm này, rồi thì san hô vân vân. Đó, cái số lượng các cái loài thể hiện ra cái sự đa dạng sinh học. Vậy thì ở đây người ta có một câu hỏi nhỏ cho chúng ta như sau. Quan sát vào hình 38.1 và 38.2, hãy lấy ví dụ về đa dạng loài ở thực vật, động vật. Ở đây thì chúng ta có thể lấy ví dụ như thế nào ạ? Ví dụ như là chúng ta lấy ví dụ ở trong khu rừng nhiệt đới này chẳng hạn. Chúng ta có thể lấy ví dụ về thực vật như sau. Đầu tiên, quan sát trong khu rừng rậm nhiệt đới, chúng ta đã được học về bài thực vật thì chúng ta thấy là rừng rậm nhiệt đới là một môi trường lý tưởng cho sự phát triển của các loài rêu, dương xỉ, đúng không ạ? Ngoài ra còn có các loài thực vật hạt kín ưa ẩm như là phong la chẳng hạn, đúng không? Vậy nên là chúng ta có thể lấy được ví dụ khá là nhiều loài cây xuất hiện ở trong khu rừng rậm nhiệt đới, cho thấy cái sự đa dạng sinh học về thực vật ở khu rừng rậm nhiệt đới. Còn động vật thì ở đây người ta đã lấy ví dụ cho chúng ta rất là rõ ràng trong cái hình này rồi. Thì đối với động vật thì chúng ta thấy là có hươu này, hổ này, cú, khỉ, rắn, chuột, bộ ngựa, sâu vân vân, có rất nhiều những cái loài động vật khác nhau. Hay là ở bên cái phần hệ sinh thái dưới nước thì số lượng động vật cũng khá là nhiều. Chúng ta có rất nhiều loài cá này, san hô, tôm, sứa vân vân, đúng không ạ? Đó, nên là chúng ta có thể lấy được rất nhiều những cái ví dụ về đa dạng sinh học ở rất nhiều môi trường khác nhau. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ viết tạm thời một cái câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất trong sách giáo khoa nhé. Còn tất nhiên là ở câu luôn khuyến khích chúng ta là bổ sung thêm những cái gì mà chúng ta có sưu tầm hay chúng ta đã biết vào trong cái câu hỏi này, đáp án câu hỏi này. Rồi câu hỏi này của chúng ta là câu 1, sách giáo khoa trang 135. Người ta yêu cầu chúng ta là lấy ví dụ về đa dạng loài ở thực vật và động vật, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ ví dụ về đa dạng loài ở thực vật chúng ta có trong rừng rậm nhiệt đới có rất nhiều
Loài thực vật khác nhau, ví dụ như là rêu, dương xỉ, phong lan. Chúng ta có thể lấy thêm nhiều những cái ví dụ về các loài thực vật khác. Tiếp theo, ví dụ về đa dạng loài. Ở động vật, chúng ta có ở dưới đại dương hả? Dưới đại dương có rất nhiều loài động vật cùng sinh sống, ví dụ như là sứa này, san hô này, tôm này, cá này, vân vân, đúng không ạ? Đó, chúng ta có thể lấy ví dụ về rất nhiều cái sự đa dạng sinh học ở rất nhiều những cái môi trường sống khác nhau. Giới thiệu qua cho các bạn đa dạng sinh học là gì rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu đến vai trò của đa dạng sinh học. Hiện nay thì việc bảo vệ đa dạng sinh học đang là một cái vấn đề mà khá là được quan tâm. Vậy thì đa dạng sinh học có vai trò gì mà cần phải có cái sự bảo vệ của tất cả các cái quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, thì chúng sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phần thứ hai, vai trò của đa dạng sinh học. Về vai trò của đa dạng sinh học thì chúng ta cũng sẽ chia ra làm vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên này, rồi thì đối với con người. Bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên. Đối với tự nhiên thì đa dạng sinh học nó sẽ giúp duy trì và ổn định cái sự sống trên trái đất. Ví dụ nhé, trong tự nhiên thì ở trong một cái khu rừng, chúng ta thấy là trong rừng rậm thì có rất nhiều những loài khác nhau, đúng không ạ? Và những cái loài đó thì nó lại có mối quan hệ mật thiết với nhau trong những cái chuỗi thức ăn, những cái lưới thức ăn. Chúng có thể hỗ trợ nhau hoặc là cạnh tranh lẫn nhau. Từ đó thì nó sẽ đảm bảo được cái sự tồn tại và ổn định của mỗi loài cùng toàn bộ cái hệ sinh thái này. Đơn giản thì chúng ta hiểu, ví dụ như ở đây chúng ta có thực vật này là thức ăn của thỏ này, của chuột này, của dê này. Thỏ thì là thức ăn của mèo rừng và chó rừng chẳng hạn. Nếu mà chúng ta không có con mèo rừng và con chó rừng thì số lượng thỏ này nó sẽ tăng lên một cách đột biến và nó sẽ cạnh tranh thức ăn của con dê và con chuột. Đó. Và nếu mà con dê và con chuột này không có thức ăn thì tất nhiên là số lượng của nó sẽ phải giảm đi. Và nếu mà số lượng của nó giảm đi thì kéo theo những cái con vật mà ăn cái con dê và con chuột này sẽ giảm đi. Ví dụ như con rắn bị giảm đi này, con sư tử bị giảm đi này. Rồi nếu con rắn bị giảm đi nữa, số lượng thức ăn, vì con chuột là thức ăn của con rắn này, con rắn bị giảm đi thì con số lượng của con đại bàng ăn con rắn cũng bị giảm đi, bởi vì cái nguồn thức ăn này nó bị cạn kiệt. Vậy nên là chúng ta thấy là để mà có cái sự cân bằng, sự ổn định thì phải có cái số lượng loài, số lượng thức ăn nó phong phú thì để cho chúng ta có thể thỏa mãn, để cho những cái sinh vật này nó có thể thỏa mãn và duy trì được cái sự cân bằng trong sinh thái. Không có loài nào chiếm ưu thế hoàn toàn, cũng không có loài nào mà ở trong cái thế mà yếu thế hoàn toàn cả, được chưa? Nó sẽ giữ một cái mức độ cân bằng nhất định. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta có một câu hỏi. Quan sát hình 38.3 và cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu loài sau trong hình bị giảm số lượng hoặc biến mất. Đầu tiên là con cú mèo. Thứ hai là thực vật. Thế chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Ở đây nếu cú mèo này
đi giảm số lượng, thì chúng ta thấy là số lượng của con chuột đấy nó sẽ tăng lên. Bởi vì ở đây thì chuột nó làm thức ăn cho cú mèo, mèo rừng và rắn. Nhưng mà khi mà cú mèo bị giảm đi thì cái số lượng chuột này nó chỉ còn có thể cung cấp cho con mèo rừng và con rắn này thôi. Và con mèo rừng và con rắn này thì nó sẽ giảm được đi một đối thủ cạnh tranh, đúng không ạ? Giảm đi một đối thủ cạnh tranh. Và nếu mà số lượng chuột nó cứ tăng lên và mèo rừng và rắn thì nó cũng không thể nào mà ăn một phát được hết cả đàn chuột, đúng không ạ? Mà chúng ta thấy là cái sức sinh sản của chuột rất là lớn, vậy nên là số lượng chuột nó sẽ bị dư thừa. Và số lượng chuột dư thừa ở đây thì nó càng nhiều, nó sinh sản nhiều thì nó cũng phải ăn nhiều thực vật có thể bị xóa sổ chẳng hạn. Nói thế thì hơi bị sai sai, tại vì sức sống của thực vật thì cũng rất là mãnh liệt. Nhưng mà nguồn thực phẩm này, thực vật này nó sẽ bị khan hiếm hơn. Thỏ, dê sẽ phải tăng cái sức cạnh tranh với cả một cái đàn chuột rất là lớn, đúng không ạ? Nói tóm lại là nó sẽ gây ảnh hưởng đến cả cái chuỗi thức ăn này. Tuy nhiên, đấy là một mắt xích ở giữa là con chuột chẳng hạn. Thế nếu mắt xích đầu tiên khởi nguồn cho tất cả các cái loài sinh vật ăn cỏ biến mất thì sao? Nếu thực vật bị giảm số lượng hoặc biến mất thì số lượng các cái loài ăn thực vật, ví dụ như thỏ, chuột, dê sẽ bị giảm đi một cách nhanh chóng. Và khi mà cái số lượng thức ăn ăn thực vật giảm đi nhanh chóng thì các cái loài động vật ăn thịt cũng sẽ không có thức ăn và cũng sẽ bị suy giảm về mặt số lượng rồi dần dần sẽ biến mất, đúng không ạ? Đó. Đây là cái câu trả lời cho cái câu hỏi thứ hai trong sách giáo khoa. Công việc của chúng ta thì viết đáp án thôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau đi viết đáp án ở câu hỏi này. Câu hỏi này là câu hỏi 2. Sách giáo khoa trang 135. Thì chúng ta có điều sẽ xảy ra. Nếu một loài sinh vật dưới đây giảm số lượng hoặc biến mất ta có đầu tiên sẽ là con gì ạ? Con cú mèo. Nếu cú mèo giảm số lượng hoặc biến mất thì chúng ta phải chắc chắn là số lượng chuột sẽ tăng lên. Và khi mà nguồn thức ăn là chuột sẽ tăng lên thì cái số lượng cái loài săn chuột là con gì ạ? Là con mèo rừng này, con rắn. Thì mèo rừng và rắn cũng sẽ tăng lên về số lượng vì nguồn thức ăn của chúng là chuột đang tăng lên rất là dồi dào, đúng không ạ? Rồi, đấy là khi cú mèo bị giảm số lượng hoặc biến mất. Thế đối với thực vật thì sao? Nếu thực vật mà giảm số lượng thì cái động vật ăn thực vật giảm số lượng điều này kéo theo là số lượng các cái loài động vật
thịt cũng sẽ bị giảm số lượng. Và nó sẽ dẫn đến hay là khiến cho cái chuỗi thức ăn này, thật ra thì đây là một cái lưới thức ăn, lưới thức ăn không thể tồn tại, tại vì là nó mất đi sinh vật sản xuất rồi đúng không ạ, nó mất đi cái nguồn thực vật ban đầu rồi, nên là những cái loài động vật ăn thực vật thì không còn thức ăn, sẽ suy giảm dần số lượng và biến mất, khiến cho các cái loài ăn động vật ăn cỏ cũng sẽ giảm số lượng và rồi sẽ biến mất bởi vì không còn thức ăn. Đó, đó là cái vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên. Tiếp theo, ngoài ra, ngoài cái vai trò là thức ăn và đảm bảo cái sự cân bằng về số lượng, duy trì sự ổn định về số lượng các loài, thì đa dạng sinh học còn có cái vai trò quan trọng hơn. Chúng ta biết là rừng cũng là một dạng đa dạng sinh học. Và rừng thì có vai trò hết sức là to lớn đối với các cái loài động vật và kể cả con người. Chúng ta biết là rừng có vai trò điều hòa khí hậu, bảo vệ đất và nước trong tự nhiên. Khi mà chúng ta nghiên cứu về cái bài thực vật, chúng ta đã thấy là khi mà cái mảnh rừng, mảnh đất có thực vật phủ và cái nơi đất chống đồi trọc thì cái khả năng giữ đất giữ nước của chúng khác nhau một cách đáng ngạc nhiên đúng không ạ? Nơi mà có rừng thì chúng ta thấy là sẽ hình thành nên nguồn nước ngầm này rồi thì có thể giữ đất đúng không ạ? Còn đối với cái nơi mà đất chống đồi trọc, bởi vì không có thực vật giữ đất giữ nước nên là nó sẽ dễ dàng xảy ra lũ quét này, sạt lở đất này, rồi thì gây xói mòn đất đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta biết là rừng nó còn là nơi ở này, này, nguồn cung cấp thức ăn cho các loài động vật hoang dã. Khi mà kể đến cái sự đa dạng sinh học thì tất nhiên là chúng ta không thể bỏ quên một cái hai cái giới sinh vật khác, đó là giới nấm và giới vi khuẩn đúng không ạ? Chúng ta thấy là nấm và vi khuẩn thì là các cái sinh vật phân giải, nó sẽ góp phần phân giải các cái xác sinh vật này hay là chất thải của sinh vật, giúp cho trả lại cho đất, trả lại cái chất khoáng này, chất hữu cơ cho đất và sẽ giúp cho đất thêm màu mỡ và làm sạch môi trường đúng không ạ? Đó là vai trò của đa dạng sinh học đối với tự nhiên. Vậy thì đối với con người thì sao? Đối với con người thì nó đảm bảo, đa dạng sinh học thì nó đảm bảo cái sự phát triển bền vững của con người. Bảo sự phát triển bền vững của con người thông qua việc gì? Thông qua cái việc là cung cấp ổn định nguồn nước này, lương thực, thực phẩm đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không có đồ ăn thì chúng ta sẽ không thể sống được. Không có đồ ăn, không có nước thì chúng ta không sống được đúng không? Ngoài ra thì nó còn tạo cho chúng ta cái môi trường thuận lợi để sinh sống, đúng không? Ví dụ như chúng ta sẽ sống ở những cái môi trường thuận lợi như là đồng bằng này, những cái vùng đồng bằng đúng không? Đi lại dễ dàng. Kể cả ở những cái vùng đồi núi chập trùng thì vẫn có người sinh sống. Chỉ cần những cái khu vực đó mà khí hậu nó không phải là quá mức khắc nghiệt đúng không? Như ở những cái khu vực sa mạc này, rồi thì những cái vùng cực cực Bắc và cực Nam, Bắc cực Nam cực ấy, thì nó quá là lạnh lẽo, hết sức lạnh lẽo. Thì chỉ có số ít những người mà sống ở đó thôi. Tuy nhiên thì vẫn có nơi có số người sinh sống nhưng mà ít từ chậm. Ngoài ra thì chúng ta thấy là chúng ta chọn vào những cái kỳ nghỉ, chúng ta có thể đi tham quan, đi nghỉ dưỡng ở những cái khu vực rừng đúng không? Những cái khu vườn quốc gia này, rồi thì những cái khu vực ở rừng mà người ta khai thác để cho chúng ta tạo ra những điểm tham quan du lịch chẳng hạn. Đó. Rừng thì cũng là một cái nơi mà để cho con người tìm tới thực hiện những cái công việc nghiên cứu khoa học. Ví dụ nghiên cứu về những cái sự đa dạng của động vật, thực vật này đúng không?
Ngoài ra thì có một vai trò hết sức quan trọng của rừng, đó là giúp con người thích ứng với những cái biến đổi khí hậu. Thông qua cái gì? Thông qua việc làm giảm ảnh hưởng của thiên tai và khí hậu khắc nghiệt. Ví dụ như đối với việc làm giảm ảnh hưởng của thiên tai thì chúng ta thấy rõ nhất ở trong cái ví dụ phân tích vai trò của thực vật ở những cái nơi đất trống đồi trọc và nơi có rừng che phủ. Chúng ta thấy là rừng giúp chúng ta hạn chế đáng kể cái việc xói mòn, sạt lở hay là lũ quét, đúng không? Các cái khu rừng ở chắn cát giúp hạn chế cát bụi này, rồi thì khu rừng đầu nguồn giúp hạn chế cái việc xảy ra cái việc là lũ quét, sạt lở đất, đúng không? Đó là cái vai trò của rừng hay là vai trò của đa dạng sinh học đối với con người. Sau khi mà đi nghiên cứu các cái vai trò của đa dạng sinh học đối với con người thì bây giờ chúng ta có một cái câu hỏi nho nhỏ đây, đó là kể tên các cái loại thực phẩm và đồ dùng của con người có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Hoặc cái này có dễ không ạ? Các cái loại thực phẩm này và đồ dùng của con người có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Thì chúng ta kể thế có thể kể đến đầu tiên là thực vật thì chúng ta có ví dụ như là rau củ quả đúng không ạ? Các cái loại lương thực thực phẩm, lương thực thì chúng ta cây lương thực chúng ta có lúa ngô khoai sắn, còn thực phẩm thì chắc chắn là rau củ quả rồi. Ngoài ra thì đồ dùng của chúng ta có thể làm bằng gỗ, các loại gỗ. Ví dụ như là bàn ghế, tủ kệ đúng không ạ? Đó. Còn đối với động vật thì sao? Động vật cũng là một nguồn cung cấp thực phẩm cho chúng ta, ví dụ như thịt cá, trứng sữa này, rồi thì các cái chế phẩm làm từ sữa đúng không ạ? Đó. Ngoài ra thì các cái vật dụng làm từ động vật có thể là giày, túi xách này, rồi thì hoặc là quần áo này, thắt lưng vân vân, có rất nhiều những cái loại đồ dùng mà chúng ta có thể kể đến mà có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời qua cho cái câu hỏi thứ ba trong sách giáo khoa này nhé. Câu hỏi 3, sách giáo khoa trang 136. Rồi. Các loại thực phẩm đồ dùng của con người có nguồn gốc từ động vật và thực vật là chúng ta có lương thực, ví dụ như là lúa, ngô, khoai, sắn, thực phẩm, ví dụ như là thịt, cá, trứng, sữa, rau củ, trái cây, vân vân. Chúng ta còn có các cái loại gia cụ. Ví dụ như là giường, tủ, kệ, bàn, ghế, vân vân đúng không ạ? Còn cái gì nữa nào? Còn có ví dụ như là quần áo này. Quần áo chúng ta có thể làm từ lông cừu này vân vân đúng không ạ? Túi xách này. Giày da này. Đó. Chúng ta có rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau mà có nguồn gốc từ động vật và thực vật đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta còn có thể kể thêm những cái đồ vật khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
vào trong đây, đúng không ạ? Đây là cô chỉ lấy cho chúng ta một vài những cái sản phẩm mà chúng ta thường thấy, thường gặp trong đời sống hàng ngày. Tất nhiên là các bạn có thể bổ sung thêm, hoàn toàn khuyến khích việc đó. Được chưa ạ? Chúng ta biết là đa dạng sinh học thì có vai trò hết sức là quan trọng, kể cả đối với tự nhiên hay đối với con người. Tuy nhiên hiện nay thì cái sự suy giảm đa dạng sinh học vẫn đang xảy ra và để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Chúng ta biết là hiện nay thì có khá nhiều loài động vật đã bị biến mất hoàn toàn trên cái danh sách động vật hay là danh sách sinh vật trên toàn thế giới. Ví dụ như là chúng ta có hiện nay gần nhất thì loài tê giác trắng đã chỉ còn duy nhất hai cá thể cái còn sống sót trên toàn thế giới, đó là hai mẹ con tê giác trắng. Còn tê giác đực đã bị tuyệt chủng hoàn toàn và không còn bất kỳ cá thể tê giác đực nào được các nhà khoa học tìm thấy trên hành tinh của chúng ta nữa. Đó là một cái hiện tượng hết sức đau lòng. Bởi vì là việc đó đồng nghĩa với việc gần như là chúng ta đã bị biến mất đi thêm một loài sinh vật nữa khỏi danh sách các loài sinh vật trên thế giới. Vậy thì tại sao lại xảy ra cái hiện tượng đó? Tại sao lại xảy ra cái hiện tượng là tuyệt chủng của một số loài? Là do sự suy giảm của đa dạng sinh học. Ở đây chúng ta có trong hình 38.7 chúng ta có năm cái bức tranh. Năm cái bức tranh này chính là năm nguyên nhân tiêu biểu dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học. Ở đây thì chúng ta có một cái bài tập nho nhỏ, câu hỏi nho nhỏ để giúp chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân gây ra đa dạng suy giảm đa dạng sinh học. Thì câu hỏi của chúng ta có hai yêu cầu như sau. Đầu tiên là quan sát hình 38.7 và nêu các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học. Và yêu cầu thứ hai là kể thêm các hoạt động khác của con người có thể gây suy giảm đa dạng sinh học. Thì ở đây chúng ta cùng nhìn và phân tích năm cái bức hình này. Ở đây là có vài người đang làm việc trên một cái cánh đồng, đúng không ạ? Ở đây thì theo các bạn người ta đang làm gì? Người ta đang phun thuốc bảo vệ thực vật, có thể là thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, vân vân. Tất nhiên là chúng ta biết là để mà đảm bảo năng suất thì người nông dân sẽ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để mà giúp cho vụ mùa của mình không bị thất thu. Tuy nhiên việc lạm dụng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có thể gây ra ô nhiễm môi trường đất nước, ảnh hưởng tới cái môi trường sống của nhiều loài sinh vật khác nhau. Và khi mà cái môi trường sống của các loài sinh vật bị ảnh hưởng thì tất nhiên là chúng phải đi tìm một nơi ở khác, hoặc là chúng có thể bị chết do thiếu thức ăn hoặc không có chỗ ở. Tiếp theo ở đây thì chúng ta có một loài động vật đang bị nhốt, bị bắt nhốt. Thì ở đây cái bức hình này mô tả về cái hiện tượng là săn bắt động vật trái phép, được chưa? Bởi vì đủ loại nhu cầu từ các cái ngành nghề trong cuộc sống, ví dụ như là đối với ngành thời trang thì săn bắt động vật để mà lấy da lông làm áo, làm khăn, đúng không ạ? Ví dụ như là đối với các cái loài động vật khác như là gấu chẳng hạn thì người ta sẽ bắt gấu để lấy mật phục vụ cho nhu cầu là xoa bóp để mà tiêu máu bầm, hoặc là những cái yêu cầu khác về lĩnh vực y tế sức khỏe đó. Hoặc là những cái ví dụ động vật hoang dã như kiểu là con cầy hương này, hoặc là các loài chim rừng, người ta phục vụ cho nhu cầu ăn uống của con người. Thì chúng đó cũng là những cái đó cũng là những cái đó tất nhiên là có cung thì mới có cầu thì mới có cung, đúng không ạ? Đó, người ta săn bắt động vật quý hiếm để phục vụ cho những cái nhu cầu mà người khác trả tiền cho họ thì họ sẽ đi săn bắt để mà đáp ứng cái yêu cầu của khách hàng. Tiếp theo, hình C này người ta mô tả cái gì? Hình C này là phá cây rừng, đúng không ạ? Chúng ta thấy là những cái cây gỗ đang bị đốn, đúng không? Đó, chặt phá rừng bừa bãi. Cái này thì có thể là do hiện tượng là du canh du cư chẳng hạn.
Ở nước ta thì vẫn còn có một số, trước đây thì vẫn còn có các cái hiện tượng những cái đồng bào dân tộc thiểu số thì họ sẽ phá rừng để làm nương rẫy chỗ ở, đến khi mà bởi vì là phá rừng đi thì họ sẽ không có cây giữ đất giữ nước nữa đúng không ạ? Dần dần thì cái khu vực rừng bị phá đó nó sẽ trở nên cằn cỗi, xói mòn và họ sẽ không thể trồng trọt gì trên cái vùng đất đấy nữa. Thì họ sẽ phải di chuyển đến một khu vực khác và tiếp tục cái hành động là chặt phá rừng để làm nương rẫy tiếp. Và nếu mà cái vòng tuần hoàn đó nó cứ tiếp tục thì có thể là rất nhiều những cái khu vực sẽ bị ảnh hưởng, rừng sẽ bị chặt phá một cách bừa bãi. Vì vậy nên là nhà nước chúng ta đã đề xuất ra những cái biện pháp giúp cho những người dân tộc thiểu số là định canh định cư ở một cái khu vực nào đó nhất định thôi, và khai thác cũng như là xây dựng nhà ở trên cái khu vực đó và hạn chế cái hiện tượng du canh du cư gây phá hoại cái môi trường sống của các loài sinh vật cũng như là chặt phá rừng gây ảnh hưởng tới cái môi trường ở cái khu vực đó. Ngoài cái hiện tượng mà du canh du cư của các đồng bào dân tộc thiểu số thì có một cái vấn nạn hết sức là nghiêm trọng, đó là lâm tặc chặt phá cây rừng, chặt phá gỗ để mà bán. Chúng ta biết là ở nhiều nơi thì chúng ta vẫn thấy những cái bộ bàn ghế gỗ, tủ gỗ hết sức là hoành tráng đúng không ạ? Đó. Và những cái bộ đó, bàn ghế gỗ đó thì rất là đắt tiền. Và để mà làm ra đồng cái bộ bàn ghế gỗ đó thì người ta phải sử dụng cái lượng khối lượng gỗ khá là lớn. Và việc lâm tặc tặc chặt cây gỗ này với mục đích là chuyển cho ở những cái nơi cơ sở sản xuất buôn bán để mà họ sản xuất ra những cái bộ bàn ghế hay là những cái tủ kệ gỗ đẹp như thế để ban đi bán và cái để thu lời đúng không ạ? Tất nhiên là bây giờ thì chúng ta không thể phủ nhận được là cái sức hấp dẫn của việc là được trả một số tiền lớn, tuy nhiên thì nó gây ảnh hưởng khá là nặng nề cho môi trường. Hình D ở đây là mô tả về nạn cháy rừng. Chúng ta có thể quan sát đây là con kangaroo. Kangaroo thì khá là nổi tiếng ở khu vực châu Mỹ, à châu Úc, có xin lỗi châu Úc, khu vực Australia đúng không ạ? Nước Úc. Thì ở đây là một cái bức hình về nạn cháy rừng. Cháy rừng này thì có thể là do con người hoặc là do tự nhiên gây ra. Vào những cái tháng nắng nóng hạn hán chẳng hạn thì cái khả năng cháy rừng, cái tỷ lệ cháy rừng khá là cao. Và khi mà một cái khu vực rừng bị cháy, nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ như là các cái loài động vật thì không có chỗ ở này, không có thức ăn này, rồi chúng có thể bị chết cháy nếu không chạy thoát kịp thời. Điều này thì sẽ gây ảnh hưởng khá là lớn đến cái sự đa dạng sinh học. Tất nhiên là chúng ta không thể phủ nhận được điều đó rồi. Ở đây cái bức hình E này còn nghiêm trọng hơn, đó là sự phun trào của một cái núi lửa. Chúng ta biết là sự phun trào của núi lửa này nó còn khủng khiếp hơn cả cháy rừng. Nếu mà nó chỉ phun trào thời gian ngắn và phạm vi nhỏ thì không nói, nhưng khi mà chúng phun trào với thời gian dài và phạm vi lớn thì nó sẽ gây ảnh hưởng cho cái thảm thực vật này, rồi thì các cái loài động vật ở cả cái khu vực mà diễn ra sự phun trào núi lửa đó. Và tất nhiên là nó không hề thua kém, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với một vụ cháy rừng. Đó là các cái nguyên nhân mà chúng ta có thể kể ra về việc gây suy giảm sự đa dạng sinh học. Đó, cô đã kể xong cho các bạn 5 nguyên nhân của yêu cầu thứ nhất rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi đáp án vào đây thôi đúng không ạ? Chúng ta có câu hỏi này là câu hỏi thứ tư. Ý đầu tiên người ta hỏi chúng ta đó là kể tên các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học trong hình 38.7. Đây. Suy giảm đa dạng sinh học trong
hình 8.7. Chúng ta có nguyên nhân đầu tiên, đó chính là lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nguyên nhân thứ hai là gì ạ? Là lạm săn bắt buôn bán động vật hoang dã. Ý thứ ba là gì ạ? Ý thứ ba chúng ta có chặt phá rừng bừa bãi. Ý thứ tư chúng ta có cháy rừng đúng không? Ý thứ năm thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có thiên tai. Đó. Đây là chữ L cao nhá, không phải chữ S đâu. Rồi thì chúng ta có 5 cái nguyên nhân mà ở trong cái bức tranh hình 38.7 người ta cho chúng ta xem. Vậy thì yêu cầu thứ hai của câu hỏi này là gì? Kể thêm các hoạt động khác của con người có thể gây suy giảm đa dạng sinh học. Vậy thì con người có thể làm gì để mà gây suy giảm đa dạng sinh học nữa? Chúng ta thấy là như cô đã nói cho các bạn thì đó là cái hành động mà đốt rừng làm nương rẫy này. Rồi thì việc xây dựng hàng loạt các cái nhà máy thủy điện. Chúng ta khi mà có thể chúng ta chưa biết, khi mà người ta xây dựng các nhà máy thủy điện thì người ta phải chặt phá những cái khu vực rừng đầu nguồn này, rồi thì xây đập để ngăn xả nước, họ cần nước để làm thủy điện đúng không ạ? Và khi mà họ xả nước vào những cái mùa lũ thì sẽ gây ảnh hưởng khá là lớn đến những cái người dân sống ở dưới khu vực hạ nguồn, và khi mà họ mùa khô thì họ lại không họ chặn đập, họ không cho nước xuống mà có thể gây hạn hán. Điều đó thì ảnh hưởng khá là nhiều tới không những là những cái người dân sống ở khu vực hạ nguồn mà còn ảnh hưởng tới các cái loài sinh vật xung quanh đó nữa. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể kể đến việc là mở rộng các cái khu công nghiệp thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng tới các loài sinh vật sống ở quanh đó, bởi vì là khi mà chúng ta mở rộng các cái khu công nghiệp thì đồng nghĩa việc là chúng ta phải chặt phá đất rừng đúng không ạ, để mà có đất để xây dựng các khu công nghiệp. Và tất nhiên là khi mà rừng bị chặt phá thì thứ nhất là gây suy giảm cái sự đa dạng của rừng này, thứ hai là khiến cho các loài động vật bị mất cái nơi ở và mất đi nguồn thức ăn, tóm lại là có gây suy giảm đa dạng sinh học. Bây giờ chúng ta làm ý thứ hai là một số cái nguyên nhân khác gây suy giảm đa dạng sinh học. Chúng ta có việc đốt rừng làm nương rẫy, xây dựng nhiều các nhà máy thủy điện, rồi thì mở rộng các cái vân. Chúng ta còn khá là nhiều những cái hoạt động khác có thể là gây một số các hoạt động khác của con người gây suy giảm đa dạng sinh học. Tất nhiên là các bạn biết thì các bạn có thể bổ sung, hoàn toàn khuyến khích các bạn làm điều đó được chưa ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ hai nhỏ, đó là phần hậu quả. Tất nhiên là khi mà chúng ta
làm một cái gì đó gây ảnh hưởng tới thiên nhiên thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả. Bởi vì là thiên nhiên nó cung cấp môi trường sống cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta cái điều kiện để chúng ta có thể phát triển một cách bền vững. Nếu mà chúng ta không biết giữ gìn, chúng ta không biết bảo vệ thì tất nhiên là cái hậu quả sau này chúng ta sẽ phải lãnh đủ, chúng ta sẽ phải gánh chịu. Được chưa? Cái việc suy giảm đa dạng sinh học không chỉ khiến cho cái nguồn cung cấp lương thực thực phẩm này, hay là các cái nguyên liệu sử dụng cho việc sản xuất các cái đồ dùng hàng ngày này, rồi thì phục vụ cho việc sản xuất của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta, nó trở nên khan hiếm, mà nó còn dẫn đến những cái vấn đề hết sức là nghiêm trọng về khí hậu và môi trường tự nhiên. Chúng ta quan sát này, trong hình 38.8, ở đây người ta nêu ra cho chúng ta một số những tác hại của việc suy giảm đa dạng sinh học do phá rừng. Đối với một khu rừng đang khá là xanh tốt, nếu chúng ta chặt phá nó đi, đó, chặt phá nó đi, thì chúng ta có thể nhận lại những hậu quả gì? Đầu tiên là việc các cái loài sinh vật bị mất nơi trú ngụ, mất nguồn cung cấp thức ăn thì chúng sẽ chết, gây suy giảm một cách nghiêm trọng số lượng hay cái sự đa dạng loài ở trong sinh giới. Thứ hai là chúng ta thấy là xảy ra lũ lụt này, rồi thì lũ quét này. Tóm lại là vì không có rừng giữ nước nên là nước nó sẽ cứ chảy thôi, và sẽ gây ra lũ lụt, lũ quét, các cái thiên tai. Các cái hậu quả do thiên tai gây ra nó sẽ trầm trọng hơn và nặng nề hơn. Ngoài ra thì tất nhiên là đây, cái hình ảnh này là do sạt lở đất đúng không ạ? Chúng ta thấy là nếu mà không có rừng để mà giữ đất, giữ nước thì đối với cái việc tốc độ dòng chảy lớn kèm theo cái địa thế dốc này, rồi thì không có đất, không có cây giữ đất thì sẽ xảy ra cái hiện tượng sạt lở đất, xói mòn đất, lũ quét, được chưa? Và sẽ khiến cho gây ra những cái hậu quả hết sức là nghiêm trọng về người và của. Chúng ta thấy là mỗi lần mà bão ở các cái khu vực ở miền Trung này, rồi thì khu vực miền núi phía Bắc này, xảy ra rất nhiều những cái hiện tượng sạt lở đất và để lại những cái hậu quả hết sức là thương tâm. Chúng ta nhớ là năm ngoái thì có xảy ra cái vụ sạt lở đất ở khu vực Rào Trăng và có các chiến sĩ bị hy sinh trong cái việc cứu trợ trong khu vực bị sạt lở đất đó. Nó sẽ để lại những cái hậu quả hết sức là thương tâm về người và của. Tóm lại thì chúng ta thấy là chúng ta làm cái gì thì chúng ta cũng sẽ phải nghĩ đến cái hậu quả sau này. Có thể là hậu quả nó không đến ngay lập tức, nhưng rồi nó cũng sẽ đến thôi. Ở đây hiện tại thì nó đang có trend gì nhỉ? Quả báo có thể đến muộn, nhưng chắc chắn là sẽ không thể không đến, đúng không ạ? Ừ. Chắc chắn là sẽ đến. Rồi thì ở đây chúng ta có một câu hỏi. Câu hỏi này là câu hỏi thứ tư, câu hỏi thứ năm rồi. Quan sát hình 38.8 và thực hiện các cái yêu cầu sau. Nêu sự suy giảm đa dạng sinh học do phá rừng, phân tích những tác hại đó. Phân tích những tác hại do suy giảm đa dạng sinh học từ việc phá rừng có thể gây ra. Yêu cầu thứ hai là nêu thêm những tác hại khác của suy giảm đa dạng sinh học, từ đó cho biết vì sao cần phải bảo vệ đa dạng sinh học. Thì đây chúng ta sẽ phân tích từng cái câu hỏi một. Ở đây đối với yêu cầu thứ nhất, nêu sự suy giảm đa dạng sinh học do phá rừng này, phân tích tác hại do suy giảm đa dạng sinh học từ việc phá rừng có thể gây ra, thì cũng đã kể cho các bạn, cô đã trình bày cho các bạn rồi. Đó là nó sẽ gây suy giảm số lượng động vật, thực vật này, rồi thì tác hại do suy giảm đa dạng sinh học từ việc phá rừng gây ra thì có thể là tất nhiên là sẽ giảm đa dạng sinh học rồi này, rồi thì nó sẽ gây ra những cái hiện tượng như là lũ quét này, lũ lụt này, sạt lở đất này, vân vân, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ viết cái đáp án của cái yêu cầu thứ nhất này trước nhé. Chúng ta có câu hỏi thứ 5.
Sách giáo khoa trang 137. Đầu tiên, ở yêu cầu 1, người ta hỏi chúng ta hai ý. Ý thứ nhất là nêu sự suy giảm đa dạng sinh học và phá rừng, thì chúng ta có sự suy giảm đa dạng sinh học do phá rừng. Đầu tiên thì nó sẽ gây suy giảm số lượng các cái loài thực vật, đúng không? Suy giảm đa dạng số lượng các loài thực vật. Tương tự như thế thì nó cũng sẽ gây suy giảm số lượng các loài động vật. Rồi. Ý thứ hai thì là cái gì? Phân tích những tác hại do suy giảm đa dạng sinh học từ việc phá rừng có thể gây ra. Vậy thì chúng ta biết là tác hại do suy giảm đa dạng sinh học của việc phá rừng. Chúng ta có giảm đa dạng sinh học. Cái này thì vấn đề này không thể bàn cãi được rồi, đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ giảm đa dạng sinh học. Thứ hai là có thể gây ra lũ lụt, lũ quét, sạt lở, xói mòn đất. Tóm lại là nó sẽ gia tăng cái mức độ nghiêm trọng của các cái thiên tai. Yêu cầu thứ hai của câu hỏi thứ năm như sau: nêu thêm những tác hại khác của suy giảm đa dạng sinh học, từ đó cho biết vì sao cần phải bảo vệ đa dạng sinh học. Thì đầu tiên là việc những tác hại khác, còn tác hại gì nữa nào? Suy giảm đa dạng các cái loài thực vật, động vật thì có thể gây ra cái việc gì nào? Có thể gây ra sự đe dọa tuyệt chủng của một số các cái loài sinh vật, đúng không ạ? Tại vì là nó không có môi trường sống, không có thức ăn thì nó một là di cư và hai là chết. Và di cư thì trên con đường di cư đấy thì nó phải đối mặt với rất nhiều những cái nguy hiểm khác nhau. Và khi mà có thể là đến được cái một cái vùng đất khác rồi, một cái môi trường khác rồi thì nó lại không thể thích nghi với cái môi trường sống đó và chết. Tóm lại là nó sẽ chết. Tiếp theo thì ngoài cái vấn đề mà về đe dọa tuyệt chủng thì chúng ta còn cái việc phá rừng hay là suy giảm đa dạng sinh học thì còn có thể đẩy nhanh cái sự biến đổi khí hậu và làm trầm trọng thêm cái tác hại của các cái thiên tai. Rồi, cái thứ hai của chúng ta. Các tác hại khác của việc suy giảm đa dạng sinh học là ta có việc là gây đe dọa tuyệt chủng một số các cái loài sinh vật, đúng không ạ? Đe dọa tuyệt chủng một số loài sinh vật.
các loài sinh vật đây có thể kể cả động vật lẫn thực vật nhé. Ý thứ hai là đẩy nhanh cái sự biến đổi khí hậu. Làm sao đấy nhỉ? Tăng ảnh hưởng. Của các thiên tai đúng không? Ví dụ đáng nhẽ là chúng ta có cái khu rừng chắn gió, chắn cát ở ven biển chẳng hạn, thì ở gió này rồi thì cát này, nó cái gió cái bão cát này nó đi vào đất liền nó sẽ bị hạn chế đúng không? Tuy nhiên nếu mà cái khu rừng chắn cát ở ven biển mà bị phá hoại thì cái sức gió ảnh hưởng tới cái khu vực đằng sau cái khu rừng đó thì tất nhiên là nó phải tăng lên. Tương tự như thế thì nếu mà rừng đầu nguồn bị phá thì rừng phòng hộ rừng đầu nguồn bị phá thì sẽ khiến cho lũ quét sạt lở đất xảy ra một cách dễ dàng hơn đúng không? Nó sẽ gây ra những cái hậu quả to lớn hơn. Thì mỗi khi mà con người chúng ta cần phải đối mặt với cái thiên tai. Thứ hai, cho biết vì sao cần phải bảo vệ đa dạng sinh học. Vậy thì vì sao ạ? Bởi vì chúng ta thấy là đa dạng sinh học nó có quá nhiều cái vai trò đối với đời sống của con người. Nguyên nhân cần bảo vệ đa dạng sinh học. Chúng ta thấy là đa dạng sinh học có nhiều vai trò quan trọng đối với đời sống của con người. Tiếp theo thì chúng ta thấy là vì nó có vai trò quan trọng như thế nên bảo vệ đa dạng sinh học chính là bảo vệ cuộc sống của con người. Nó quá trời là quan trọng đúng không ạ? Nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự phát triển cái ổn định này, cung cấp lương thực thực phẩm này, tạo ra cái môi trường sống thuận lợi này, rồi thì phục vụ cho cái nhu cầu giải trí, nghiên cứu khoa học của chúng ta này, rồi đa dạng sinh học còn giúp cho chúng ta thích ứng với việc biến đổi khí hậu. Các bạn tưởng tượng nếu không có rừng, không có các cái sự bảo vệ của hay là sự giảm thiểu các cái tác động của thiên tai, nếu con người phải đối diện trực diện với thiên tai, chúng ta thấy dự báo thời tiết sức gió giật cấp 15, 16, chúng ta thử đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó thì sao chúng ta còn có thể đứng yên đứng vững được không ạ? Chúng ta thấy là động đất này rồi thì xói mòn này sạt lở đất này, chúng ta làm sao thân thể chúng ta bằng xương bằng thịt làm sao mà có thể gánh chịu cái những cái sự xói mòn. Chúng ta tưởng tượng đất đá rơi rào 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 từ bên trên rơi xuống, chúng ta không thể chạy kịp bởi vì là trời mưa đường trơn, những cái rung động từ đất đá rơi chúng ta còn phải tránh nữa đúng không ạ? Làm sao mà chúng ta có thể đối diện trực diện với những cái sự giận dữ của thiên nhiên như thế được? Không thể nào đúng không ạ? Nhờ có rừng giữ lại đất giữ lại nước mà chúng ta có thể là sống dưới những cái khu vực ở chân núi vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta không biết giữ gìn rừng đầu nguồn, không biết trồng cây phủ xanh đồi trọc thì một ngày nào đó có thể chúng ta sẽ phải gánh chịu những cái hậu quả từ thiên nhiên đúng không ạ? Nếu chúng ta không biết bảo vệ, không biết giữ gìn. Nói chung là thiên nhiên hết sức là quan trọng. Vậy thì chúng ta có thể làm gì để bảo vệ cái sự đa dạng sinh học đó?
nhiên là bảo vệ đa dạng sinh học là trách nhiệm của ai cũng phải có trách nhiệm, bởi vì chúng ta sống trên trái đất này, chúng ta sống dựa vào cái sự khải ban tặng từ mẹ thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên ban cho chúng ta một cái môi trường sống hết sức là dồi dào về lương thực này, thực phẩm này, rồi thì có cái môi trường thích hợp để mà sinh sống này, rồi thì tạo ra cho chúng ta những cái lá chắn từ thiên nhiên giúp bảo vệ chúng ta tránh khỏi những cái tác động xấu từ môi trường. Nhưng chính chúng ta hay là người khai thác một cách kiệt quệ những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, và khi mà chúng ta khai thác một cách nghiêm trọng như thế, tự nhiên không thể kịp thời tái sinh được những cái tài nguyên, những cái thứ mà bị chúng ta khai thác một cách triệt để, khai thác một cách quá mức như vậy, thì chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả khi mà thiên nhiên bị tổn thương, thiên nhiên bị khai thác, thiên nhiên bị gây ra những cái hậu quả hết sức nặng nề. Vậy nên là chúng ta cần phải bảo vệ như thế nào? Đây là một cái công việc, bảo vệ đa dạng sinh học là một công việc hết sức cấp bách và vô cùng cần thiết, và nó đòi hỏi cái sự chung tay của tất cả mọi người trên các cái quốc gia và trên toàn thế giới. Chúng ta có thể làm gì? Đối với học sinh chúng ta thì chúng ta có thể trồng cây rừng này. Cô cũng không nhớ rõ là cái một cái đất nước nào đấy họ yêu cầu là học sinh phải trồng trồng cây, trồng đủ hình như là 10 cây hay là 20 cây thì họ mới được phép tốt nghiệp, học sinh mới được tốt nghiệp. Và khi mà chúng ta thường tưởng tượng một cái ngôi trường của chúng ta có đến vài nghìn học sinh, khi mà vài nghìn học sinh đó tốt nghiệp thì có nghĩa là vài chục nghìn cây đã được trồng, và cứ như thế thì số lượng cây nó sẽ được tăng lên, và những cái khu vực đất trống đồi trọc sẽ được phủ xanh, tạo điều kiện cho việc phục hồi sự đa dạng sinh học, đúng không ạ? Ngoài việc là trồng thêm cây mới thì chúng ta cũng phải để ý đến việc là xây dựng lên những cái khu bảo tồn, những cái vườn quốc gia để mà bảo tồn những cái nguồn gen quý, hay là bảo tồn những cái giống cây, giống thực vật, giống động vật quý hiếm mà có thể là ở bên ngoài nó đang bị đe dọa. Chúng ta tạo một cái môi trường sống thích hợp cho chúng để mà chúng có thể tồn tại và phát triển. Ngoài ra thì còn cần cái sự chung tay của nhà nước, đó là phải cấm khai thác này, mua bán, tiêu thụ những cái sản phẩm từ các cái loài động thực vật quý hiếm. Bởi vì là chúng ta biết là nạn săn trộm thì lúc nào cũng xảy ra. Đó, chỉ cần là có người ta có nhu cầu thì chắc chắn là bằng cách nào đó thì sẽ có nguồn cung cấp. Và chính những cái người mà săn bắt động vật đó sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho số lượng các cái loài động vật thực vật trên thế giới, đặc biệt là các loài động vật thực vật quý hiếm. Nên là cần phải nghiêm cấm, cần phải ngăn chặn các cái hành vi này thật là triệt để mà giúp cho việc bảo vệ đa dạng sinh học nó diễn ra một cách tốt đẹp nhất, được chưa? Rồi, thì ở đây chúng ta có một cái hoạt động nho nhỏ. Chúng ta có hai yêu cầu. Đầu tiên, quan sát hình 38.9 là ba cái hình này này, và nêu các cái biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học và tác dụng của mỗi biện pháp đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể kể thêm các cái biện pháp khác. Và yêu cầu thứ hai là thực hành tuyên truyền và thực hiện các cái luật bảo vệ môi trường, luật đa dạng sinh học, luật bảo vệ và phát triển rừng. Cái ý thứ hai này thì chắc là chúng ta sẽ cần phải tự làm thôi. Thực hành tuyên truyền mà cô không thể thực hành tuyên truyền hộ các bạn được, đúng không ạ? Cô sẽ giúp cho chúng ta giải đáp cái câu hỏi thứ nhất, yêu cầu thứ nhất nhé. Quan sát hình này, nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học và tác dụng của biện pháp đó. Thì đây chúng ta có biện pháp là trồng rừng này, xây dựng hệ thống các cái vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên này, và cấm khai thác mua bán các cái tiêu thụ các loại động thực vật quý hiếm. Thì ở đây chúng ta có câu hỏi thứ nhất. Chúng ta có cái hoạt động này là
Động. Hoạt động này hoạt động 1 nhưng mà bởi vì không có hoạt động 2 nữa nên là chúng ta ghi là hoạt động sách giáo khoa trang 138 được chưa? Ý thứ nhất của chúng ta tại vì không có ý thứ hai nhưng mà thôi chúng ta cứ ghi là ý thứ nhất. Tên các biện pháp và tác dụng. Chúng ta có biện pháp đầu tiên đó là trồng rừng. Trồng rừng thì sẽ giúp chúng ta phủ xanh đồi trọc đúng không ạ? Tác dụng của nó là phủ xanh đồi trọc này. Cung cấp chỗ ở cho các loài động vật. À, tất nhiên là chỗ ở thì sẽ phải có thức ăn nữa rồi đúng không ạ? Ý thứ hai là gì nhỉ? Ý thứ hai của chúng ta là xây dựng các cái vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. Xây dựng các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên thì sẽ giúp chúng ta làm cái gì? Sẽ giúp chúng ta bảo vệ và cung cấp các cái môi trường sống giống tự nhiên cho các cái loài sinh vật đúng không? Giúp chúng ta bảo vệ cung cấp môi trường sống cho các loài sinh vật. Tất nhiên là không chỉ giới hạn ở động vật nhé, thực vật cũng cần phải có cái môi trường sống phù hợp cho chúng đúng không ạ? Chúng ta làm sao có thể mang một cái cây mà nó thích nghi với đời sống trong rừng nhiệt đới ẩm, chúng ta mang ra sa mạc chúng ta bảo đấy sống đi, làm sao nó sống được đúng không ạ? Nó cần phải có cái môi trường sống thích hợp thì chúng nó mới có thể sống và phát triển được đúng không? Hình thứ ba là nghiêm cấm khai thác này, mua bán này, tiêu thụ sản phẩm. Nghiêm cấm khai thác, mua bán, tiêu thụ sản phẩm. Từ các loài động thực vật. Hành động này giúp cái gì? Thì cái hành động này sẽ giúp chúng ta là giảm cái số lượng người hay là giảm số lượng động thực vật. Bị săn bắt khai thác đúng không ạ? Ở đây thì người ta còn yêu cầu chúng ta là kể thêm các cái biện pháp khác mà giúp bảo vệ đa dạng sinh học. Thì chúng ta có các cái biện pháp gì nào? Ý thứ hai là một tên một số các biện pháp khác chúng ta có thể làm gì nhỉ? Chúng ta có thể hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chẳng hạn, thay vào đó chúng ta có thể sử dụng thiên địch hoặc là những cái thuốc trừ sâu sinh học làm từ vi khuẩn hoặc virus nấm vân vân. Thuốc bảo vệ thực vật
Còn thuốc bảo vệ thực vật ở đây mà chúng ta cần hạn chế đó là những cái thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ các cái chất hóa học gây ảnh hưởng xấu tới môi trường. Ngoài ra thì chúng ta có thể là tuyên truyền các cái hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học. Việc này thì chúng ta có thể thực hiện theo những yêu cầu thứ hai đúng không ạ, của cái hoạt động này, tuyên truyền các hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học. Nhưng mà từ đó thì chúng ta khuyến khích mọi người phải khuyến khích mọi người bảo vệ sự đa dạng sinh học. Tiếp theo là chúng ta có thể làm gì nữa? Chúng ta vận động như này, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật rồi. Chúng có thể là không sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, có nguồn gốc từ động vật hoang dã, ví dụ như là khăn hay áo lông chồn chẳng hạn, vân đúng không ạ? Đó, khi mà chúng ta không sử dụng thì họ sẽ hạn chế việc, tại vì là không sử dụng thì những cái nhà sản xuất người ta không thể bán được và họ không có lời, nên là họ sẽ hạn chế việc sử dụng da lông động vật để tạo ra những cái sản phẩm thời trang, và từ đó thì sẽ giúp cho chúng ta, sẽ giúp hạn chế việc săn bắt động vật hoang dã, được chưa? Đó. Rồi thì cô đã hoàn thành xong cho các bạn cái hoạt động mà chúng ta cần làm rồi. Về việc thực hành tuyên truyền thì cái này giờ các bạn nhé. Chúng ta cũng đã kết thúc cái nội dung bài học này. Sau khi mà học xong bài này thì chúng ta đã biết được cái sự đa dạng sinh học nó sẽ biểu thị ở số loài sinh vật. Chúng ta biết được vai trò của đa dạng sinh học, đó là giúp duy trì sự sống ở trên trái đất này. Rồi thì cung cấp cho con người những cái nguồn tài nguyên phong phú này, cung cấp cho con người lương thực, thực phẩm và nhiều những cái sản phẩm cần thiết khác giúp cho con người có thể sống và tồn tại. Vậy nên là chúng ta cần phải bảo vệ sự đa dạng sinh học trước cái nguyên nhân từ tự nhiên, kể cả do con người. Bởi vì khi mà đa dạng sinh học bị suy giảm thì có thể dẫn đến những cái tình trạng thiếu lương thực, khủng hoảng lương thực, thực phẩm, rồi có thể gây biến đổi khí hậu, gia tăng thiên tai. Nên là chúng ta cần phải bảo vệ sinh đa dạng sinh học. Và để mà bảo vệ đa dạng sinh học thì chúng ta cần tích cực trồng và bảo vệ rừng này, rồi thì cấm săn bắt động vật hoang dã này. Chúng ta có thể là xây dựng thêm các cái khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển quốc gia vân vân. Đó. Và là học sinh thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể thực hiện những cái việc là tuyên truyền này, khuyến khích bảo vệ đa dạng sinh học, và chúng ta có thể tiến hành từ những cái việc đơn giản nhất, ví dụ là tham gia trồng cây gây rừng, hoặc là tuyên truyền cho người dân trong xung quanh tổ dân phố của chúng ta, trong trường học của chúng ta cũng được, kể cả đó là những cái hoạt động mà nhỏ nhất nhưng tích tiểu thì thành đại, chúng ta có thể tạo nên một cái kết quả đẹp nhất, được chưa? Rồi thì nội dung ngày bài học ngày hôm nay của chúng ta thì kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.